Bây giờ mình sẽ quay đây cho mọi người xem cái nhà mobile home sang chảnh ở khu vực mà ngay biển. Đây là khu mobile home rất là sang trọng, sang chảnh ở sát biển. Và đây không phải là mobile home ai muốn ở cũng được. Nó chỉ cho người già trên 55 tuổi. Cái này không? Senior mobile home. Cái này có không qua được. Ở dưới đây nó có một cái lagoon. Lát nữa mình sẽ lên thử cái chỗ cái nhà có cái nóc nhọn nhọn đằng đây nè. Đẹp không biết đâu. Quá đẹp luôn rồi. UCSC Trail. Lần trước mình park ở cái phía trước á. Còn bây giờ thì mình park ở phía sau thì đi nó dễ hơn một chút. Ở đây một cái nhà mobile home như vậy đó là tiền đất khoảng 3.000 tới 4.000 một tháng. Như các bạn thấy đó thì những cái ngôi nhà mobile home ở đây rất là rộng. Có những ngôi nhà rộng đến nỗi mà người ta làm cả cái garage cho xe đậu giống như là ở single house vậy. Do đó khi mà nhìn thoáng qua thì mình nghĩ đây là single house chứ không phải mobile home đâu. Across this? Oh, you wanna stay here? You wanna go over here? Let's get out here. Be careful, okay? Okay. Do you see the water fountain? I see it. Yeah. What's that water fountain doing with the water? What? Huh? Cảnh ở đây tuyệt đẹp luôn. Phú bên kia là biển. Yes, then you have to pay like 3,000 or 4,000. Đây là cái nhà mobile home người ta đang xây dựng. Một cái nhà mobile home brand new luôn. Điều đặc biệt ở cái ngôi nhà mobile home này đó là mình thấy có vẻ như là người ta xây dựng trực tiếp trên cái mảnh đất mobile home này luôn, chứ không phải là xây ở cái hãng sau đó sẽ kéo về như những cái ngôi nhà mobile home thông thường khác. Em muốn xây, ở đang xây. Người ta đang xây nhà nè. Nó xây bằng đổ quá đây. Nhà có bờ cũng vậy. Đúng rồi. Thông thường khi mà nói về mobile home thì một số người mình đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện, họ nghĩ là đa số những người ở mobile home đều là người nghèo, low income hay là những người không có khả năng mua single house. Nhưng mà thật ra đó, nếu như mà họ đã đến được đây và tiếp xúc được những người sống ở đây thì họ sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó, bởi vì không phải ai cũng vô được cái chỗ mobile home ở gần biển này đâu. Bởi vì thứ nhất á, là tiền đất rất là mắc. Một ngôi nhà ở đây á, tiền đất hàng tháng phải trả có thể vào khoảng 3.000 cho tới 5.000 một tháng, thì làm sao mà họ có thể trả được? Thì những người ở đây phải là những người rất là giàu. Cái thứ hai, khi mà sống ở đây thì mình có cảm giác giống như là mình đang đi vào một cái khu nghỉ dưỡng, khu resort nào đó rất là cao cấp. Bởi vì thứ nhất, nếu như mà bạn ở cái khu resort ở gần biển nó rất là mắc. Và ở đây mình không phải ở resort nhưng mà mình ở trong cái nhà mình mua luôn. Và ở gần biển thì ngày nào mình cũng được ngắm cảnh biển,
thở không khí biển trong lành. Và nó còn có cả phòng tập gym nè, rồi hồ bơi để cho mình có thể thư giãn. Có rất là nhiều những cái tiện ích, tiện nghi phục vụ cho đời sống của những người người ta nghỉ hưu về đây. Một vài nhà ở đây người ta còn có cả sunroom, đó là một dạng phòng đặc biệt được thiết kế để mình có thể tắm nắng trực tiếp nhưng mà không có bị lọt gió vào, bởi vì tất cả xung quanh đều bằng kính, rất là kín, thì nó rất là tiện lợi và thích luôn. Phía trước mặt mình đó là nhà thủy tạo, một cái ngôi nhà nổi tiếng ở cái khu vực Mobile Home này, để dành cho những người lớn tuổi chiều chiều đi ra ngoài ngồi ngắm cảnh biển hay là hóng gió biển. Từ đây mình có thể nhìn qua bên kia, đó là một cái khu vực bãi biển công cộng rất là nổi tiếng ở Santa Cruz, có tên là Natural Bridge Sea Beach. Thì đây là một cái bãi biển mà nó có một cái hòn đá giống như là một cái cầu vậy đó, thành ra người ta mới đặt tên nó là như vậy. Điểm đặc biệt ở cái vùng biển này đó, nó là những cái mảng đá rất là bự kéo dài dọc bờ biển, và khi mà sóng thủy triều đánh lên đó, thì nó sẽ tạo thành những cái hố nhỏ gọi là tide pools. Đây là cái điểm rất là thú vị để mình có thể quan sát những cái loài sinh vật biển nó nằm ở trong cái tide pools đó, giống như là những con hải quỳ, những con sao biển nó bị mắc kẹt lại ở trong đó. Do đó đây là một trong những nơi vô cùng lý tưởng cho những cái lớp học dạy sinh học mà thầy cô thường hay dẫn học sinh ra đây để học hỏi và nghiên cứu về những cái loài sinh vật biển. Từ cái mobile home này mình có thể đi thẳng xuống biển để tắm biển luôn. Không đi xuống hả con? Ở đây người ta chia làm hai phần. Một phần vùng biển này đó là giống như là biển của tư nhân, chỉ là những người ở mobile home này xuống chơi, xuống tắm thôi. Còn có một cái vùng biển ở phía sau cái rặng đá này là dành cho public, cho công cộng. Thì những cái người mà sống ở mobile home này ít khi nào, có thể là họ thường hay ra cái chỗ biển này để chơi nhiều hơn là bên tỉnh gì. Ở đây ít người vắng và biển nó cũng thiên nhiên sạch sẽ hơn một chút. Còn bên kia rất là đông luôn, bởi vì có nhiều khách du lịch ghé tới tắm biển tham quan. Hy vọng qua video mình chia sẻ lần này, các bạn có thể hiểu thêm được một phần nào về cái loại hình mobile home cho người cao tuổi mà nó rất là sang trọng và đẳng cấp như thế này. Bởi vì rất ít khi nào mà mình gặp được những cái ngôi nhà mobile home mà nó sát mặt biển, rộng rãi mà cái view nó lại quá tuyệt vời, quá đẹp như là những cái khu resort đẳng cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này của mình và hẹn gặp lại ở những video lần sau nha. Bye bye.